Ô Văn Huyền Cước được trích trong quyển Lục Tướng Tần Vương Phổ Minh Binh Thư Chiêu Pháp do vị tổ Hư Minh biên soạn và truyền lại cho đến ngày hôm nay. Bài Huyền có 48 hành pháp liên hoàn, có tính liên tục với nhau, là sự kết hợp giữa thân pháp, thủ pháp và cước pháp, lúc thì đánh nhu, lúc thì đánh cương, uyển chuyển và mạnh mẽ.